Giờ khóc giờ cười, cảnh khách khứa đang nâng ly nhiệt tình thì dông tới bay luôn cả rạp. Mặc dù dự báo có nhắc trước là ngày mưa gió, nhưng chỉ vì thầy phán ngày đẹp nên đôi bên họ hàng vẫn bất chấp thời tiết để chúc mừng cho đôi trẻ. Cả đời mới có một lần nên ai cũng muốn đám cưới của mình diễn ra suôn sẻ. Nếu trời mưa thuận gió hòa thì không có gì tốt đẹp hơn. Tuy nhiên nắng mưa là chuyện của trời, mà đám cưới thì lại được lên kế hoạch từ cả tháng, thậm chí là vài tháng trước để đặt cỗ bàn, mời khách cho kịp. Đâm ra đôi bên họ hàng chẳng còn cách nào khác là phó mặc cho trời hoặc là nghe thầy bảo. Mạng xã hội mới đây đã xuất hiện đoạn clip ghi lại quang cảnh của một đám cưới giờ khóc giờ cười diễn ra trung tâm bão. Hình ảnh cắt ra từ đoạn video cho thấy một hôn lễ đang diễn ra thì gặp phải phong ba bão táp, mưa bão thì kèm theo gió giật, và dĩ nhiên những chiếc rạp cưới là đối tượng không thể tránh khỏi tầm ngắm của bão tố. Từ những hình ảnh ghi lại, gió cuốn thậm chí có cả lốc xoáy cuốn bay mất cả rạp, nhưng khách mời và quan viên hai họ vẫn miệt mài nâng ly chúc mừng cho cô dâu chú rể, khiến nhiều người xem xong không phải bật cười trước tình huống khó đỡ này. Thường thì khi gặp phải tình huống trên, khách mời nên tìm đến những nơi trốn mưa an toàn, nhưng hôn lễ đặc biệt này vẫn diễn ra giữa mưa dông khi tò mò dư luận. Hỏi ra mới biết lý do đám cưới quyết định diễn ra mặc bão vùng, bởi theo người nhà hai bên, đây là giờ đẹp không thể bỏ lỡ. Vì quá tin tưởng vào thầy bói nên đám cưới này đã gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười. Những hình ảnh về đám cưới trong mưa sau khi đăng tải ngay lập tức đã nhận về sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Một phần đông đảo netizen cho rằng nếu muốn xem ngày nào tốt thì trước hết ta nên xem dự báo thời tiết. Mưa thuận gió hòa thế còn gì bằng, ngày đẹp nhưng thầy bói không xem dự báo thời tiết thì thầy bảo ngày tốt chứ thầy đâu có bói được ngày trời mưa đâu. Nghe đồn càng mưa dông thì sau này làm ăn phát lắm. Đám cưới bây giờ đắt bỏ xừ và cứ thích bắt đạp thế nhỉ. Quê tôi giờ người ta thuê hội trường ủy ban với nhà văn hóa hết rồi, vừa sạch sẽ tiết kiệm lại đỡ lo thời tiết. Đừng quên đăng ký cho Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.